quay quay tiếp với bà chứ. What the fuck? Ôi, lần này tớ chơi. Thôi. Rồi chơi đây. Ôi tao này bây giờ im hơn 2 video trước. Được rồi. Vô luôn. Ok, đi để đây cho đỡ sợ. Bắt đầu từ 1 giờ mình hành động nhỉ. Chắc thế phải đêm 3. They thought the first one was too scary, so they redesigned it to be more kid friendly instead of kids. Ah, con này vẫn ở nguyên vị trí rồi. To keep the toddlers entertained. Con này. À. Có đêm mà mấy con hai con đấy hành động ấy. Phải không? Nhớ rõ. Mấy con đấy tháng rồi. Có đêm mà hành động.